kênh để thăm cái thư viện của chùa ở thị xã, để lên mở đèn để nhìn thấy nó nhìn nào không? Đang ở chỗ nào vậy? Hả? Đang ở chỗ nào vậy? Đang ở chỗ quán. Làm sao không giận quá gì thấy mặt bữa. Mà đẹp. Đi ra ngoài mà sân chùa. Thấy tụi mình từng cái quay. Hết thì giờ nhiều. Ok đó. Đi đây coi chưa gì.